皆さんこんばんは、シーリーでございます。 DMG プロダクションズのチャンネルへようこそいらっしゃいました。今回は DMG アカデミー第55号をお届けしたいと思います。 Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi công việc thường ngày của Trần Hồng Lan tại phòng hành chính tổng hợp nhé. Ran san, dozo.課長、おはようございます。ランさん、おはよう。ちょっと待ってね。あ、早く来てしまいましてごめんなさい。大丈夫、大丈夫。はい、お待たせ。ランさんはこの2ヶ月で総務課の全業務を体験したね。どうでした？学生の頃、総務課って具体的にどういう仕事をするのか、あまり理解できていなかったんです。この2ヶ月で会社全体をサポートする総務課の役割がよくわかりました。それはよかった。それでランさんは今後どの業務を担当したいのかな？Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dịch câu hội thoại của sếp Hà nhé. Ran さん、おはよう。ちょっと待ってね。Ba phương án dịch thuật mà mình đã nhận được và lựa chọn như sau.Phương án A, chào Lan, chờ anh một chút nhé. Phương án B, chào buổi sáng Lan, em đợi chút nhé. Phương án C, chào Lan nhé, em đợi chị một chút. Hội thoại của ngày hôm nay cũng có hai cấu phần là Ohayo và Chotto Matte ne. Với Ran-san Ohayo, chúng ta có chào Lan, chào buổi sáng Lan và chào Lan nhé. Trong ba phương án nàythì chào buổi sáng Lan tiếp tục mắc lỗi trực dịch như mình đã phân tích ở số trước. Hãy nhớ dịch ý không dịch từ và dịch sao cho thật tự nhiên. Vì vậy mà chào Lan hay chào Lan nhé sẽ là phương án chuẩn xác. Với chốt tomate nhé thì cả ba phương án đều đã chuyển ngữ hết sức tự nhiên. Với em đợi chút nhé, chờ anh một chút nhé, em đợi chị một chútTuy nhiên, phương án C có góc nhìn khác khi lựa chọn giới tính cho nhân vật. Rất tiếc là mình không cùng phe với bạn, mà theo A vào B. Mình cũng gọi nhân vật là anh ạ. Và phương án dịch thuật của mình như sau. Chào Lan, em chờ anh một lát. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Nếu bạn quan tâm tới các khóa học của TMG Academy, vui lòng truy cập fanpage của chúng mìnhTMG Academy trên Facebook nhé. Đừng quên tặng TMG Productions một like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị hay hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Sayonara.